vì cái nguyên nhân bất thường bẩm sinh. Có nghĩa nó là cái dị tật mà gây tử vong nhiều nhất. Và cái tần suất ở trẻ sinh sống là khoảng trong 1/100, có nghĩa là ra đời á, nó là cái tật cũng rất là hay gặp, vì chúng ta chẩn đoán trước sinh không tốt, hoặc là vì bây giờ càng ngày thì chúng ta càng can thiệp được những cái dị tật tim. Và người ta nói rằng cái tần suất mà cái thể nặng á, là đến 3 đến 1.000, có nghĩa rất là nhiều. Và anh chị biết rằng đến hiện nay nó là vẫn cái bất thường mà dễ bị bỏ sót nhiều nhất trong cái siêu âm tiền sản. Có nghĩa là các anh chị làm, các anh chị vẫn thấy là không tự tin về cái tim, ngay cả những cái người làm nhiều lâu năm kinh nghiệm cũng như vậy, nó vẫn là cái bất thường khó nhất. Thì hy vọng cái bài này Nguyên sẽ có thể chia sẻ với anh chị, cảm thấy để chị thấy là mình có thể làm tự tin hơn. Thì anh chị biết rằng cái dị tật tim nó từ những cái rất là đơn giản, ví dụ anh chị hay siêu âm hay gặp, hay gỡ lên tuyến trên nốt eco dạy thất trái rất là hay gặp. Thật sự bây giờ người ta nói đây là những cái rất là thường gặp và nó không liên quan tới bất thường di truyền và cũng không khuyến cáo chọc phổi. Cho đến những cái bất thường rất nặng, ví dụ đây là chị thấy một cái trường hợp trái tim nó nằm ngoài lồng ngực trong một cái bất thường phức hợp cơ thể và tim nó bị ra ngoài, nó rất là nhiều biến thể. Thì cái bất thường tim như các anh chị thấy trong cái bài trình bày đầu tiên của bác sĩ Thông, có nghĩa nó là cái bất thường mà nó hay đi kèm với cái bất thường nhiễm sắc thể nhiều nhất và đi kèm những cái bất thường ngoài tim. Cho nên ví dụ có bất thường tim thì không phải mình phải coi toàn thể để mình phát hiện những cái bất thường khác, mà chúng ta phải khuyến cáo chọc ối, mà không phải chọc ối đơn giản, mà còn phải những cái bước 1 là cardiotip, rồi bước 2, bước 3, những cái bài trình bày của bác sĩ Thông là anh chị thấy rằng nó rất là phức tạp. Thì như vậy để làm sao chúng ta có thể thực hành tốt nhất đối với cái vấn đề siêu âm tim thai, thì theo cái ISUS, Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa thế giới, có một cái bài về hướng dẫn tim thai, các anh chị có thể lên cái trang web này, và cái bài này được dịch ra tiếng Việt. Và anh chị có thể đọc free trong cái phần những cái guideline, nó có nhiều cái bài guideline, trong đó có cái bài guideline siêu âm tim đã được dịch ra tiếng Việt. Thì theo ISUS, đây là những cái mà Nguyên tóm tắt lại trong cái thực hành ISUS, người ta đề nghị các anh chị làm cái gì. Thì đầu tiên là phải xác định cái thế thai, cái vị thế của thai. Tại vì người ta nói rằng đối với những cái người bình thường, tức là cytosolitis, dạ dày tim cụt đàm bên trái, thì cái tần suất dị tật bẩm sinh tim nó không có tăng. Có nghĩa là vẫn khoảng 8, như các anh chị nói là 3 trong 1.000, 1 trong 100, có nghĩa là tần suất dị tật tim không tăng. Đối với đảo ngược phụ tạng, tức là tim dạ dày bên phải, thì tần suất tăng nhẹ. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp ambiguous, tức là đồng phân, có nghĩa là dạ dày và tim nằm hai bên ngược nhau, thì cái tần suất dị tật tim nó trên 80%. Cho nên cái bước sàng lọc đầu tiên các anh chị cần làm đối với siêu âm tim thai không phải vô là cắt trái tim, mà chúng ta phải đi từ mặt cắt ngang bụng. Mặt cắt ngang bụng để mục đích chúng ta xác định cái cytosolitis của thai có phải là cytosolitis bình thường hay không. Tại vì đó là một cái sàng lọc rất cơ bản, nhưng mà nhất anh chị nhận diện được nếu mà nó dạ dày một bên, tim một bên nó ngược nhau, thì 80-90% dị tật tim các anh chị phải gửi lên tuyến trên, phải gửi chuyên khoa tim mạch, hoặc anh chị phải coi thật kỹ. Thì rất là đơn giản, thì các anh chị phải xác định đầu tiên là anh chị phải xác định bên nào là bên trái của thai, bên nào bên phải của thai, dựa trên cái ngôi thế của em bé. Ví dụ mình xác định khi mình cắt ngang bụng, mình xác định được bên đây là bên trái của em bé, bên đây là bên phải em bé, dựa trên cái ngôi cái thế của nó để mình xác định, chứ không phải thì mình xác định ví dụ đây là bên trái thì mình thấy dạ dày bên trái, động mạch chủ nằm trước cột sống bên trái, tĩnh mạch chủ dưới nằm trước cột sống bên phải. Thì như vậy ở mặt cắt ngang bụng như vậy là bình thường, nó là cytosolitis. Đây ví dụ chị làm một cái mặt cắt, đầu tiên ngang bụng chị thấy dạ dày và tim cùng một bên trục bên trái, như vậy nó là một cái cytosolitis bình thường, tần suất dị tật tim không có tăng. Dù đây là một cái trường hợp chị thấy dạ dày bên đây, mình xác định bên trái, anh chị thấy cái trục tim nó cũng xoay bên trái nhưng mà xoay gần như 90 độ, có nghĩa là nó bất thường. Hoặc anh chị thấy dạ dày đây, mặt cắt dạ dày nằm đây, và anh chị thấy trục tim nó xoay hướng ngược lại, nó là cytosis ambiguous, có nghĩa là 80-90% có dị tật tim. Cho nên nó sẽ giúp cho anh chị nhận diện được đây là một cái trường hợp ambiguous, và nó là một cái bước sàng lọc gọi là cơ bản dễ thực hiện, mà giúp chị sàng lọc sơ bộ chưa cần coi đến trái tim là mình biết được nó có dị tật hay không. Cái vấn đề thứ hai là mặt cắt bốn buồng. Thì đây là một cái trường hợp mặt cắt bốn buồng từ đỉnh. Thì trên mặt cắt bốn buồng từ đỉnh này các anh chị cần đánh giá cái gì? Các anh chị sẽ đánh giá hai buồng nhĩ, ví dụ hai bên hai nhĩ đều nhau, lỗ cái van bầu dục nằm trong buồng nhĩ bên trái, có vách liên nhĩ tiên phát, và cái tông nhĩ trái bình thường, có nghĩa là có hình ảnh hai cái tĩnh mạch phổi đổ vào. Rồi anh chị sẽ coi hai cái buồng thấp. Thì các anh chị trên tim, các anh chị phải nhận diện được đây là buồng dạng buồng thất trái, đây là dạng buồng thất phải.
ví dụ đây là buồng thất phải vì nó có cái trụ cơ giải điều hòa bên trong, thì như vậy mình nhìn nhìn cái cấu trúc của cái tim để mình nói nó là cái thất gì, chứ không phải mình thấy nó bên phải mình nói bên phải, mình nói nó nằm bên trái thì nó là thất trái. Mà chúng ta phải nhìn nhận diện được dạng buồng thất trái nằm bên trái, dạng buồng thất phải bên phải, hai tâm thất đối xứng đều nhau, bát liên thất nguyên vẹn. Và anh chị phải nhìn tiếp nữa là cái van nhị thất, thì anh chị sẽ thấy rằng có cái sự chênh giữa cái vị trí bám ba lá và hai lá. Ba lá nó sẽ bám về phía mỏng hơn cho nên nó có cái sự chênh nhau. Và khi anh chị thấy hai van bám ngang bằng nhau thì mình phải suy để ý, vì nó có thể dấu kỹ là một cái kinh nhị thất bán phần. Ở đây một cái trường hợp anh chị thấy trên mặt các bốn buồng tự định, các anh chị sẽ thấy hai cái van nó bám ngang bằng nhau. Đây là một cái trường hợp khác trên mặt các bốn buồng tự định thì cũng giúp cho anh chị chẩn đoán là có trường hợp kinh nhị thất bán phần. Cái mặt cắt thứ hai các anh chị cần khảo sát đó là mặt cắt hai buồng thoát. Thì mặt cắt hai buồng thoát cái điều quan trọng là anh chị có thấy cái sự liên tục từ bát liên thất đi ra liên tục với đại động mạch. Như anh chị thấy là mặt cắt buồng thoát thất trái từ động bát liên thất đi ra nó có sự liên tục với cái động mạch chủ. Đây là cái hình ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa, có nghĩa là mất cái sự liên tục. Cho nên là khi cái buồng thoát thất trái, các anh chị cần có cái sự liên tục của cái bát liên thất với đại động mạch. Buồng thoát thất phải thì từ cái buồng thất phải các anh chị thấy ra một cái đại động mạch và cái động mạch nó phải chia đôi, thì như vậy đây đúng là động mạch phổi và cái sự tương hợp thất đại động mạch là bình thường. Cho nên từ cái buồng thất phải anh chị đi ra cái đại động mạch, các anh chị phải thấy đó là một cái động mạch chia đôi. Như anh chị thấy đây, từ buồng thất phải đi ra đây động mạch và đây là cái động mạch chia đôi phổi phải phổi trái. Khi cắt hai cái buồng thoát, cái điều quan trọng là các anh chị phải thấy có cái hình ảnh bắt chéo nhau. Tại vì khi không có bắt chéo thì nó sẽ gợi ý những cái bất thường, ví dụ như là hoán vị đại động mạch thất phải hai đường ra. Dù đây là cái hình ảnh bình thường, động mạch chủ đi ra và động mạch phổi đi xuống, hai cái đại động mạch nó chéo nhau, đây động mạch phổi chia đôi, một cái đi lên, một cái đi xuống. Còn đây là hình ảnh hai đại động mạch song song, không có cái hiện tượng bắt chéo. Thì như vậy nó gợi ý đây là một cái bất thường hoán vị đại động mạch. Hoặc là các anh chị thấy là một cái trường hợp hai cái buồng thất nó, hai cái đại động mạch nó đi song song và nó xuất phát từ cái buồng thất phải và nó có kèm theo cái thông liên thất, thì đây là một cái trường hợp thất phải hai đường ra. Mặt cắt ba mạch máu khí quản là một cái mặt cắt tương đối dễ thực hiện, vì các anh chị có thể bất cứ cái thế thai nào anh chị cũng thể cắt được cái mặt cắt ba mạch máu khí quản. Nó sẽ, nhưng mà nó lại cho rất là nhiều thông tin. Số lượng đủ ba là động mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên và phía trước này là cái khí quản. Thì kích thước nó sẽ giảm dần, động mạch phổi lớn nhất thì đến động mạch chủ và sau đó là tĩnh mạch chủ trên. Và trên cái mặt cắt này khi chúng ta thấy bất thường, ví dụ như có bốn mạch máu hay chỉ có hai mạch máu trong những cái trường hợp thân chung hay là hoán vị đại động mạch, hoặc là những cái hẹp phổi thì chúng ta cũng sẽ thấy bất thường. Đây là mặt cắt ba mạch máu khí quản, động mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, và đây là cái khí quản, động mạch chủ nó sẽ đi trước. Và đây là một cái trường hợp thân chung thì anh chị chỉ thấy hai cái mạch máu là cái thân chung và cái tĩnh mạch chủ trên. Đây là một cái trường hợp tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, thì anh chị thấy ngoài ba cái mạch máu bình thường thì nó có thêm một cái mạch máu thứ tư, phổi chủ, tĩnh mạch chủ trên và tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. Đối với cái siêu âm tim thai thì cái Doppler nó rất quan trọng để giúp cho anh chị khảo sát những cái dòng chảy ở trong từ nhĩ xuống thất. Ví dụ đây là hướng đầu dò nó phải màu đỏ thì từ nhĩ xuống thất, và cái tim nó xoay hướng ngược lại thì sẽ ra màu xanh. Ví dụ đây là một cái trường hợp Epstein, các anh chị sẽ thấy hở ba lá rất là nhiều, có một cái dòng phục ngược màu xanh đi từ thất xuống nhĩ. Và trên ba mạch máu các anh chị cũng phổ, nó sẽ cùng màu nhau, có thể là cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ tùy theo cái thế thai, nhưng mà nó phải cùng cái hình chữ V và nó sẽ cùng màu với nhau. Hai buồng thoát các anh chị cũng sẽ phổ Doppler. Ví dụ đây là một cái trường hợp mà hoán vị đại động mạch, chị thấy hai cái luồng nó đi song song, đây là cái hình ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa đó cưỡi lên, mình chỉ thấy cái hình màu xanh nó có hình chạc đôi, cho nên cái Doppler mình cũng phải phổ lên trong cái buồng thoát. Về cái hướng dẫn của Hiệp hội Xoa Mỹ AIUM thì người ta bổ sung thêm cái gì, thì họ thì gồm dùng những cái mặt cắt chuẩn như ISUS, có nghĩa là cũng mặt cắt bốn buồng, mặt cắt buồng thoát thất trái, buồng thoát thất phải, mặt cắt ba mạch máu. Thì họ khuyến cáo thêm một số mặt cắt, ví dụ như là mặt cắt dọc, khảo sát cái tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, tức là chỉ cắt dọc
ở cái tư thế Sanlitan thì chị sẽ khảo sát thêm từ mặt chủ dưới đến mặt chủ trên, khảo sát cùng là mặt chủ, vân vân. Hoặc là các chị thực hiện cái mặt cắt coronal, tức là mặt cắt trục ngang ngắn, cao hoặc thấp, thì Nguyên nghĩ đây là một cái mặt cắt cũng rất quan trọng để giúp thêm thông tin. Ví dụ đây là một cái trường hợp các anh chị thấy rằng cái trên bụng thoát cách trái thì anh chị thấy có vẻ có lúc giống như hình ảnh cưỡi ngựa mất liên tục, bắt liên thất, có lúc có lúc không, nó cũng hơi khó chẩn đoán. Thì các anh chị có thể làm theo cái mặt cắt trục ngang ngắn thì anh chị sẽ thấy cái hình ảnh nó cưỡi ngựa rất là rõ, cái hình ảnh thông từ cái thấp đi ra. Cho nên cái mặt cắt trục ngang ngắn nó sẽ giúp cho anh chị tự tin hơn trong cái chẩn đoán. Trong những cái trường hợp khó thì anh chị nên thực hiện thêm những cái mặt cắt khác. Thì nãy giờ mình nói về cái vấn đề chẩn đoán dị tật tim của siêu âm trước sau như vậy, thì thật sự cái tỷ lệ phát hiện của nó có cao không, có như mình nghĩ không? Thì anh chị thấy đây là một cái nghiên cứu năm 2015 ở Mỹ, với cái số mẫu là khoảng 131.000 trường hợp ở 91 cái trung tâm về cái phẫu thuật, tức là sau sinh á, 91 những cái trung tâm về cái phẫu thuật nhi lồng ngực sau sinh, thì cho thấy rằng cái tỷ lệ mà phát hiện dị tật tim trước sinh cao nhất ở Mỹ là khoảng 46% và thấp nhất là khoảng 27%. Thì cái nghiên cứu này cho thấy rằng cái việc đây là những cái ca mà được phát hiện trước sinh, thì như vậy cho thấy rằng các anh chị thấy rằng không phải là chỉ những cái bất thường buồng thoát mà mình bỏ sót, mà ngay cả đối với cái kinh dị thất, tức là những cái bất thường cái trục ngay cái chỗ cái gối nội mạc á, là những cái mặt cắt chúng ta có thể phát hiện trên mặt cắt bốn bừa chúng ta vẫn bỏ sót rất nhiều trước sinh. Có nghĩa không chỉ là vấn đề là do cái buồng thoát cắt không được, mà ngay cả những cái bất thường trên mặt cắt bốn bừa chúng ta cũng bị bỏ sót. Thì như vậy thì các anh chị chắc anh chị cũng có một số các anh chị đã tham dự cái hội thảo về siêu âm tim thai của giáo sư Max Slansky ở Mỹ. Thì ông này cũng có một cái bài rất là nổi tiếng, cũng như có một cái bài trình bày rất là nổi tiếng trên iSource hoặc trên cái Facebook của Visum, vẫn còn cái bài trình bày của ông này được dịch coi như là trong cái hội thảo đó, cái chị muốn nghe lại. Thì ông có một cái bài rất là nổi tiếng, đó là về chẩn đoán hình ảnh tim thai nhi chúng ta và những cái guideline của chúng ta đang làm gì sai. Có nghĩa là tại sao các anh chị thấy từ iSource đến IOM khuyến cáo chúng ta làm rất nhiều với những cái điều kiện máy móc rất hiện đại mà chúng ta vẫn bỏ sót dị tật tim như vậy. Thì ông phân tích rất là hay, và trong đó ông đưa ra những cái yếu tố mà cho thấy rằng cái việc ngoài cái việc để mà cải thiện được cái tỷ lệ phát hiện dị tật tim trước sau, thì chúng ta cần có những cái thông số, những cái điều chỉnh khác. Ví dụ anh chị thấy rằng máy móc, các anh chị phải chọn cái đầu dò thích hợp, phải có cái trường thích hợp. Ví dụ như focus, anh chị phải chọn cái phi tên gạch đi á. Nếu anh chị dùng một cái đầu dò mà nó không phải dùng cái chức năng tim thai thì anh chị thấy không có focus vô được. Rồi cái kỹ thuật di chuyển đầu dò rất quan trọng trên thành bụng. Ví dụ từ cái mặt cắt thai nhi, cái tim nó đang nằm úp ra đằng sau, thì các anh chị di chuyển cái đầu dò trên bụng thì anh chị có thể xoay ra được cái mặt cắt bốn buồng nằm ngang rất là rõ. Thì như vậy chúng ta có thể chẩn đoán tốt hơn dựa trên cái kỹ thuật di chuyển cái đầu dò trên cái bụng người mẹ. Chúng ta có thể cho người mẹ thay đổi tư thế. Ví dụ như ở những cái trường hợp mặt cắt cái trục mà bốn buồng từ đỉnh, thì các anh chị thấy cái sóng siêu âm nó song song với cái bát liên thất, cho nên chúng ta rất khó đánh giá những cái trường hợp thông liên thất. Tuy nhiên nếu mà ở cái thế bốn buồng nằm ngang, cái sóng siêu âm nó vuông góc với cái bát liên thất thì chúng ta sẽ đánh giá rất tốt, chúng ta sẽ không bỏ sót những cái bất thường về những cái thông liên thất. Cho nên các anh chị có thể thay đổi tư thế người mẹ cho người mẹ nằm ngửa, nằm nghiêng. Ông cũng có một cái bài, đó là vấn đề là ở cái vấn đề bằng đạp. Có nghĩa là khi các anh chị siêu âm thì có cái thao tác tay, các anh chị một tay cầm đầu dò, một tay các anh chị thao tác trên cái bàn phím, thì nhiều khi các anh chị không có free màn hình là được. Thì nếu mà những cái máy mà dùng cái có cái chế độ free màn hình bằng chân á, thì các anh chị có thể dùng hai tay. Thì nguyên tắc ổng là Professor Tuhan, là vì ổng làm cho anh chị tưởng tượng là ổng dùng hai tay để ổng ấn cái đầu dò. Mình thường mình làm siêu âm thai á, Nguyên cũng rất hay làm với cái một cái tay cầm đầu dò và tay kia đẩy bụng người mẹ để cho cái thai nó vô cái từ cái trường của cái siêu âm. Nhưng mà ổng là ổng dùng hai tay ổng ấn lên một cái đầu dò, trên cùng một cái đầu dò, thì các anh chị sẽ thấy có cái sự khác hẳn. Và Nguyên thấy đây rất là hay, là một cái điểm mà rất là hay, cho nên chụp cái hình ổng lại và sau đó Nguyên thấy rằng đây là một cái bước mà để có thể cho anh chị cải thiện, làm cho giảm cái độ sâu của cái thành bụng
Vì anh chị thấy rằng ở mình á, thì phụ nữ Việt Nam rất là cái bụng rất là nhỏ ốm, nhưng mà anh chị thấy nếu chị có điều kiện mà anh chị siêu âm những cái người bệnh nhân Mỹ là anh chị sẽ thấy rất là khổ sở khi coi cái tim. Cho nên đây là những cái kỹ thuật làm giảm cái khoảng cách giữa cái đầu giò và cái bụng, làm cho ngắn lại và cái khoảng nhìn cái tim nó tốt hơn. Và một cái điều rất quan trọng mà ông luôn nhấn mạnh đó là cái góc quét. Ví dụ anh chị thấy là bốn nguồn từ tĩnh, đây là một cái mặt cắt bốn nguồn nằm ngang, với cái vắt liên thất nằm trên, vắt liên thất nằm ngang và cái thất phải nằm trên. Thì khi các anh chị xoay ra buồng thoát, hai buồng thoát thất á, thì nó nhìn các anh chị thấy cái buồng thoát thất trái nhìn rất là rõ, và anh chị sẽ rất là đánh giá được rất tốt cái buồng thoát thất trái. Ví dụ đây là một cái trường hợp mặt cắt bốn nguồn từ tĩnh và anh chị xoay qua buồng thoát thất trái thì anh chị thấy gần như bình thường. Tuy nhiên tức tắc sau đó mình xoay qua cái mặt cắt bốn nguồn nằm ngang thì anh chị thấy đây là hình ảnh cứng ngựa. Đây là một cái ca mà chỉ cách nhau khoảng 2 phút và bệnh nhân xoay tới xoay lui và sáng một chút xíu thì nguyên là sót một cái ca động mạch chủ cứng ngựa rất là lớn. Do đó là các anh chị nhớ rằng cái trong cái siêu âm tim thai, những cái kỹ thuật các anh chị thay đổi cũng như là cái góc quét rất là quan trọng, có nghĩa là không bao giờ mình từ cái mặt cắt bốn nguồn từ tĩnh và để mình xoay ra cái mặt cắt buồng thoát thất trái, là anh chị không nên bao giờ như vậy. Cho nên khi coi tim thai là anh chị không đúng mặt cắt, và anh chị nguyên biết rằng là cái thế mà bốn nguồn từ tĩnh thì anh chị rất là hay làm, và từ đây anh chị vẽ ra cái mặt cắt buồng thoát thất trái, chị rất có hai cái thói quen như vậy. Nhưng mà khi anh chị làm như vậy anh chị hiểu rằng các anh chị có thể bỏ sót việc tập tim, anh chị phải luôn cố gắng quay về cái mặt cắt. Đó là cái mặt cắt bốn nguồn nằm ngang với cái thất phải nằm trên. Chị phải luôn cố gắng xoay đỡ chầu giò hoặc là chờ cho em bé đúng thế để xoay được cái mặt cắt bốn nguồn nằm ngang với cái buồng thất phải nằm trên, thì từ đó chị đi ra buồng thoát thất trái và chị khảo sát cái vùng ngay cái gối nội mạc này cũng rất là tốt. Và cái cuối cùng theo Nguyên á, là cái kiến thức bệnh học cũng rất quan trọng. Ví dụ như là một cái người bác sĩ tim nhi luôn, họ luôn có một cái kiến thức bệnh học tốt hơn một cái người bác sĩ sản nhi, một cái người bác sĩ siêu âm sản. Với một cái hình ảnh như vậy có thể gần gần như nhau, nhưng mà người bác sĩ nhi họ có cái kiến thức bệnh học, họ biết là cái nhóm bệnh lý đó nó phải như vậy, nó sẽ kết hợp nó thành ra một cái chẩn đoán. Cho nên các anh chị thấy nhiều trường hợp là siêu âm sản khoa ra một chẩn đoán và gửi qua viện tim nó sẽ có một cái chẩn đoán khác. Cho nên mình nghĩ là một cái rất quan trọng nữa trong cái việc chẩn đoán đối với cái tim thai đó là cái kiến thức bệnh học. Thì tóm lại đối với cái siêu âm tim thai á, thì các anh chị thấy rằng cái tim bẩm sinh là một cái bất thường thường gặp và đến hiện nay nó vẫn bỏ sót. Và nếu mình bỏ sót cũng bình thường thôi, tại ở Mỹ bỏ sót đến 50%, cho nên là chúng ta bỏ sót thì cũng thường thôi. Và cái việc chẩn đoán các anh chị thấy rằng, nhưng mà thực sự cái việc chẩn đoán dị tật tim trước sinh nó rất quan trọng, vì nó sẽ giúp cải thiện được cái tiên lượng bệnh, có cái sự chuẩn bị tốt hơn cho bệnh nhân, đặc biệt là các anh chị biết những cái bất thường ở vùng thoát. Những cái bất thường ở buồng thoát nếu chị phát hiện trước sinh, tức là những cái bất thường thường lệ thuộc ống động mạch, nó có cái sự can thiệp chuẩn bị thì cái tỷ lệ sống còn cho em bé nó sẽ tốt hơn. Và các anh chị lưu ý là càng khảo sát tối đa càng tốt, chứ ngay cả thai suốt thì Hội Siêu Âm Sản Phụ Khoa Thế Giới cũng chỉ những cái mặt cắt như vậy, Nguyên thấy không có đủ. Và rõ ràng là trong cái quá trình làm gần 20 năm đối với cái siêu âm thai nhi thì Nguyên thấy rõ ràng là càng cố gắng coi càng nhiều mặt cắt càng tốt. Và cái quan trọng cuối cùng đó là các anh chị cố gắng để tối ưu hóa hình ảnh. Cho đó là cái thông điệp cuối cùng Nguyên muốn gửi đến các anh chị, mà Nguyên cũng chỉ mới nhận ra được cái điều quan trọng đó là mới năm ngoái, sau khi được tiếp cận với cái giáo sư Max Scan thì mới thấy rõ ràng là cái tối ưu hóa hình ảnh vô cùng quan trọng để các anh chị không có bỏ sót chị tập tim thai. Thì cũng xin thông báo với các anh chị là cái hội nghị siêu âm toàn quốc lần thứ tư đã có địa điểm và có ngày. Các anh chị để dành cái ngày này đi Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cái này ngày 10 đến ngày 11 tháng Giêng, có nghĩa là nó trước Tết có 2 tuần thôi các anh chị. Chị đi hội nghị xong là anh chị về nghỉ Tết luôn rồi.